Thầy xin chào các em. Thầy tên tự giới thiệu thầy tên là Bùi Xuân Nhật. Thầy đến từ đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay thầy sẽ lên lớp chúng ta một tiết địa lý lớp 5. Bài giải trên truyền hình. Thầy giáo mời các bạn hãy mở và chuẩn bị sách giáo khoa địa lý và vở ghi. Bây giờ chúng ta đi vào bài học. Trước khi vào bài mới, thầy sẽ kiểm tra bài cũ. Bạn hãy cho thầy giáo biết tiết học hôm trước chúng ta học bài gì? Ở tiết học hôm trước chúng ta học bài 14 giao thông vận tải. Vậy bạn hãy cho thầy giáo biết nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào? Như vậy, nước ta gồm có những loại hình giao thông như sau, đó là đường bộ. Trong đường bộ gồm có đường sắt và đường ô tô. Loại hình giao thông đường thứ hai đó là đường thủy. Trong đường thủy có đường biển và đường sông ngoài. Chúng ta hãy chuyên trở trên đường biển và đường sông ngoài, những con sông lớn đấy ạ. Ngoài ra, chúng ta còn có loại hình đường giao thông thứ ba đó là đường giao thông bằng hàng không. Đấy là những cái loại hình đường giao thông ở nước ta. Tiếp theo, các em mới cho thầy giáo biết tuyến đường bộ dài nhất nước ta có tên gọi là gì? Đường bộ dài nhất nước ta đó là đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A, là chạy dọc từ Bắc đến Nam. Như vậy, ở phần bài cũ, chúng ta đã được ôn lại về các loại hình giao thông và một số tuyến đường quan trọng nhất của nước ta đấy ạ. Hôm nay, thầy và các em cùng đi vào một bài mới. Đó là bài Thương mại và du lịch. Các em hãy mở sách giáo khoa ra. Chúng ta sẽ đọc phần kênh chữ sách giáo khoa trang 98, 99. Và kết hợp quan sát các hình vẽ ở trên slide thầy giáo đang trình chiếu trong thời gian 5 phút. Qua phần đọc kênh chữ trang 98, 99 và các em hãy quan sát trên slide, thầy đã có những hình ảnh về chợ quê, chợ nổi, chợ vùng cao, cửa hàng, chợ Đồng Xuân, vân vân vân. Đây là những cái hoạt động buôn bán, đúng không ạ? Vậy em hiểu như thế nào là thương mại? Thương mại là gì? Và đây đính chính là những cái hoạt động thương mại. Chúng ta đi vào phần 1, đó là hoạt động thương mại. Thương mại, chúng ta có hoạt động nội thương. Như thế nào được gọi là nội thương? Nội thương là gì? Chúng ta hãy suy nghĩ rồi trả lời cho thầy giáo. Nội thương là buôn bán ở trong trong nước, đúng không? Là hoạt động diễn ra ở trong nước chúng ta. Ngoài nội thương ra, chúng ta còn có ngoại thương. Vậy ngoại thương có nghĩa là như thế nào? Ngoại thương tức là chúng ta buôn bán giao lưu với các nước ngoài, các nước trên thế giới. Vậy hoạt động nội thương và ngoại thương thì bao gồm có xuất khẩu. Xuất khẩu
tức là chúng ta bán những cái hàng hóa ra nước ngoài. Hoạt động tiếp theo là hoạt động nhập khẩu, tức là ngoài bán ra chúng ta phải nhập những cái hàng hóa khác, hàng hóa nhu cầu thiết yếu như là thiết bị, đồ dùng để phục vụ cho nhu cầu ở trong nước. Đấy chính là những cái hoạt động thương mại. Vậy qua phần đọc kinh sử, bạn nãy cho thầy giáo biết có thương mại gồm những hoạt động nào, thương mại có vai trò gì? Các em hãy suy nghĩ trả lời. Rồi, thời gian hết. Vậy, thương mại gồm những hoạt động nào? Đó là gồm có nội thương và ngoại thương, đúng không ạ? Và thương mại có vai trò gì? Đó là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi thứ hai. Kể tên một số mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu của nước ta. Các em hãy đọc kênh chữ trong sách khoa trang 98, 99. Và suy nghĩ trả lời cho thầy giáo. Được chưa? Xuất khẩu, chúng ta đã xuất khẩu khoáng sản, nông sản, hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp. Ngoài ra, chúng ta còn nhập khẩu các máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu về để phục vụ cho nhu cầu ở trong nước. Đấy chính là hoạt động thương mại. Đây là một số hình ảnh chúng ta xuất khẩu về khoáng sản, chẳng hạn như than đá, than nhiều nhất ở chúng ta đó là than ở Quảng Ninh. Ngoài ra còn một số loại quặng, chrome, bauxit, và chúng ta còn xuất khẩu dầu thô ra nước ngoài qua hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông. Một số mặt hàng nông sản và thủy sản chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài, chẳng hạn như lúa gạo, hoa quả, sữa, bánh tiêu dùng và nguồn thủy hải sản. Nước ta có điều kiện tốt về phát triển thủy hải sản vì dọc tuyến chúng ta có nhiều kênh rạch và sông ngòi, đặc biệt chúng ta có đường bờ biển dài, thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. Ngoài ra, chúng ta còn xuất khẩu những mặt hàng như tiểu thủ công nghiệp, như gốm sứ, hàng đan lát, quần áo, giày da. Một số mặt hàng chúng ta nhập khẩu, chẳng hạn như sắt, nguyên vật liệu sắt, máy móc trang thiết bị và nhiên liệu tiếp theo đó là xăng, dùng cho nhu cầu đi lại sản xuất trong nước. Vậy các bạn hãy quan sát lược đồ. Ở trên lược đồ chúng ta thấy hiện lên đó là hai trung tâm diễn ra hoạt động nội thương và ngoại thương lớn nhất cả nước chúng ta. Thứ nhất đó là Hà Nội, đây là trung tâm thương mại Tràng Tiền của Hà Nội. Chợ Đồng Xuân, Hà Nội, một trong những chợ hoạt động tấp nập ở thủ đô Hà Nội. Ngoài ra quan sát vào phía trong Nam, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh là nơi diễn ra hoạt động nội thương và ngoại thương rất là tấp nập. Và trung tâm thương mại Sài Gòn, một trong những trung tâm thương mại mới nổi diễn ra các hoạt động nội thương và ngoại thương. Gần đây Việt Nam chúng ta cũng đã tham gia tổ chức thương mại thế giới, gọi tắt là WTO. Nhờ tham gia cái tổ chức này, chúng ta đã tăng cường trao đổi quan hệ hàng hóa với các nước trên thế giới, đồng thời gắn kết kinh tế Việt Nam với kinh tế thị trường thế giới theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy qua hoạt động bột, chúng ta thấy là thương mại gồm các hoạt động như nội thương và ngoại thương.
Nước ta chủ yếu xuất khẩu các khoáng sản, dầu mỏ, than, hàng tiêu dùng, nông sản, thủy sản, nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên vật liệu. Như vậy, qua hoạt động 1, thầy giáo đã hướng dẫn chúng ta hiểu như thế nào là hoạt động thương mại. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ, đó là ngành du lịch. Vậy, em hiểu như thế nào là ngành du lịch? Thì thầy đã mời các em hãy đọc kênh chữ và quan sát các hình ảnh sách giáo khoa trang 99 và trang 100. Thời gian này hết. Em hãy cho thầy giáo biết. Thứ nhất, nêu một số điều kiện để phát triển du lịch của nước ta. Câu thứ hai, kể những trung tâm thương mại du lịch lớn của nước ta. Câu thứ ba, vì sao những năm gần đây lượng khách du lịch ở nước ta tăng lên. Các em sẽ được nghiên cứu, đọc sách giáo khoa và trả lời cho thầy giáo trong thời gian 5 phút. Thời gian đã hết. Chúng ta đi vào câu hỏi đầu tiên. Nêu một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta. Về nước ta có những cái điều kiện gì để phát triển ngành du lịch? Đây là một số những điều kiện để phát triển ngành du lịch. Thứ nhất, nhiều lễ hội truyền thống. Nước chúng ta có rất là nhiều lễ hội vì nước chúng ta đã đa văn hóa, đa sắc tộc. Mỗi dân tộc có một cái lễ hội, một cái truyền thống riêng. Chính điều này đã tạo sự thu hút lượng khách du lịch lớn ở trong nước và ngoài nước đến tham quan và du lịch. Nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, nước chúng ta trải qua một quá trình hình thành, xây dựng đất nước hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Có rất là nhiều những cái danh lam thắng cảnh lịch sử nổi tiếng. Đây là những cái di tích có thể thu hút được khách tham quan ở trong nước và ngoài nước đến để du lịch. Nhu cầu du lịch của nhân dân tăng lên. Tại sao ạ? Bởi vì bây giờ cuộc sống của nhân dân chúng ta đã phát triển. Lượng thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên. Cộng với đó là nhu cầu thưởng thức du lịch để khám phá. Chính vì vậy, lượng khách du lịch đã tăng lên. Chúng ta có các vườn quốc gia, rất là nhiều các vườn quốc gia, rải dọc từ Bắc vào trong chí Nam. Chính những điều kiện này đã giúp ngành du lịch phát triển, nhất là du lịch phát triển bền vững, du lịch xanh, du lịch không khói, hay gọi tắt là công nghiệp không khói. Điều kiện tiếp theo là chúng ta có các di sản thế giới. Chúng ta có rất là nhiều các di sản trên thế giới mang tên được UNESCO công nhận. Điều kiện tiếp theo nữa là nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Đây là những cái điều kiện cần thiết để chúng ta sẽ phát triển ngành du lịch. Và các dịch vụ ngày được nâng lên đã cải thiện cho ngành du lịch phát triển. Đấy là những cái điều kiện để phát triển ngành du lịch nước ta. Đây là một số cái hoạt động du lịch diễn ra ở trong nước, chẳng hạn như lễ hội đền Hùng. Chúng ta quan sát hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 là con cháu chúng ta
từ trong nước và ngoài nước kéo đến để dâng hương. Đây là một cái hoạt động truyền thống và cũng hoạt động thu hút khách du lịch. Tiếp theo đó là lễ hội chùa Hương. Đây là một trong lễ hội đặc sắc của dân tộc chúng ta, thu hút đông đảo nguồn du lịch trong nước và ngoài nước. Lễ hội chòi trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ hội cồng chiêng ở Tây Nguyên. Thêm vào đó, đất nước chúng ta có rất là nhiều những phong cảnh đẹp, chẳng hạn rừng thông ở Đà Lạt, Hồ Gươm, Sapa, hoặc là biển ở Vũng Tàu. Chúng ta có những di tích lịch sử, chẳng hạn như là di tích lịch sử ở Mỹ Sơn, Bến Cảng Nhà Rồng, Ngã Ba Độc Lập, hoặc là Lăng Bác. Di sản thế giới được UNESCO công nhận là phố cổ Hội An, Động Phong Nha ở Quảng Bình, Vịnh Hạ Long và Cố đô Huế. Chúng ta có các vườn quốc gia, chẳng hạn như ở tỉnh Ninh Bình có vườn rừng quốc gia Quốc Phương, vườn quốc gia Bạch Mã ở Huế, vườn quốc gia Tràm Chim ở tỉnh Đồng Tháp và vườn quốc gia ở Đồng Tháp đó là vườn Ca Tiên. Rồi, các em hãy kể một số trung tâm du lịch lớn ở nước ta. Ở nước ta có những trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, vân vân vân. Thế vì sao những năm gần đây lượng khách du lịch ở nước ta tăng lên? Thứ nhất, đó là do đời sống người dân được nâng cao, do các dịch vụ du lịch được cải thiện. Chính những điều kiện này đã thu hút du lịch, lượng khách tăng lên. Bây giờ chúng ta đi vào phần 3 nhỏ là tìm hiểu du lịch ở tỉnh và địa phương em. Tỉnh em có những địa điểm du lịch nào? Chúng ta hãy suy nghĩ xem là đã có những địa điểm du lịch nào đã được mở và những địa điểm nào có tiềm năng xem có thể phát triển được du lịch hay không. Dựa trên những cái điều kiện mà thầy giáo đã cung cấp chúng ta ở phần hoạt động 2, ngành du lịch. Địa phương em có những cảnh đẹp gì? Những cái cảnh đẹp này liệu có khai thác được du lịch hay không? Và khai thác như thế nào để phát triển du lịch? Các em phải lưu ý, chúng ta dựa vào những cái tiền đề, những cái điều kiện của thực tế địa phương để trả lời cho những câu hỏi này. Đây là một số những cảnh đẹp như tượng đài Mẹ Thứ ở Tam Kỳ, làng Cơ Du Tây Giang và Hồ Phú Ninh, Thánh Điện Mỹ Sơn. Những di tích này ở Quảng Nam. Tháp Đàn, Chiêng Đàn, Cù Lao Chàm, biển Tam Thanh và phố cổ Hội An. Suối Đắk Lang, suối Đắk Gà, thác nước ở Phước Sơn. Đây những địa danh rất là đẹp. Đấy là những cái điều kiện ở địa phương. Ngoài ra chúng ta có thể xem thêm những cái cảnh đẹp ở địa phương chúng ta để chúng ta có thể làm du lịch. Vậy nhờ những cái điều kiện thuận lợi như trên nên ngành du lịch chúng ta ngày càng phát triển. Bây giờ chúng ta đi vào phần tiếp theo là du lịch qua màn ảnh nhỏ. Cứ xem ngành du lịch chúng ta
đã phát triển như thế nào. Thì mời các bạn hãy quan sát lên màn hình và chú ý theo dõi. Ở Hà Nội, chúng ta có thể ghé thăm Lăng Bác, chùa Một Cột, Quốc Tử Giám hoặc là Hồ Gươm. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể đến với công viên Suối Tiên, bến cảng Nhà Rồng, chợ Bến Thành và Đầm Sen. Đến với Đà Nẵng, chúng ta có thể đến với Ngũ Hành Sơn, Bãi Bụt, Cầu Rồng và một số ngôi chùa nổi tiếng. Đến với Huế, chúng ta có thể đến với chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền, cung đình Huế, thư viện Trúc Lăng. Đấy là những một địa điểm nổi tiếng trên đất nước chúng ta. Ngoài ra còn có rất là nhiều những địa điểm khác trên đất nước chúng ta có thể khai thác và phát triển du lịch, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển bền vững và giúp phát triển đời sống kinh tế của nhân dân, phát triển công nghiệp không khói. Vậy qua phần hoạt động 1, hoạt động 2 và hoạt động 3, chúng ta đã hiểu như thế nào là thương mại. Thương mại gồm có các hoạt động như buôn bán hàng hóa ở trong nước và ngoài nước. Nước ta chủ yếu xuất khẩu các khoáng sản, dầu mỏ, than, hàng tiêu dùng, nông sản và thủy sản, nhập khẩu các máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. Nhờ có những điều kiện thuận lợi, ngành du lịch của nước ta ngày càng phát triển hơn. Đấy chính là những nội dung mà bài học chúng ta ngày hôm nay. Các em về nhà cần phải đọc, nghiên cứu lại tài liệu, tìm hiểu trên sách báo, tìm hiểu trên mạng, internet hoặc điện thoại những cái địa điểm du lịch, những cái điều kiện phát triển du lịch để chúng ta sẽ hiểu hơn về hoạt động thương mại và du lịch của nước ta. Như vậy tiết học chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy giáo chúc các em chăm ngoan học giỏi và chúc các em sẽ sớm khám phá, sớm đi thăm những cái địa điểm du lịch và giúp cho phong trào du lịch thương mại nước ta ngày càng phát triển hơn. Chúc các em có sức khỏe và một năm học gặt hái nhiều thành công. Thân ái chào các em.